vị nhìn thấy nước chảy mê không? Chủ nhà họ làm một cái nhà mát để ngồi ngắm cái view suối đó quý vị. Xin chào quý vị khán giả kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV. Xin chào quý anh chị đầu tư. Trước tiên thì xin gửi đến quý vị lời chúc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Chúc quý vị năm 2022 thành công trên mọi lĩnh vực. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bấm xem, đăng ký, ủng hộ giúp đỡ kênh chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay thì kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV xin giới thiệu đến quý vị hơn 6.000 m². Chủ nhà họ đầu tư cái khu nghỉ dưỡng quý vị. Ở đây thì hơn 6.000 m² được chia làm 4 khu và có sổ riêng biệt hết rồi. Chủ nhà đang gửi kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV là bán với cái giá là 3.000.000 một m² quý vị. 3.000.000 một m² nếu như mà ai mà mua hết luôn hơn 6.000 m², hoặc là những anh chị nào mà muốn đầu tư cho mình một cái khu nghỉ dưỡng nho nhỏ đó tầm khoảng 2.000 m² thì cũng có sổ riêng. Chủ nhà họ cũng bán với cái giá là 3.000.000 một m² quý vị nha. Xin mời quý vị mình cùng xem video chi tiết. Kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV sẽ review cho quý vị. Trong khi mà chúng tôi quay video đó cũng như là thuyết trình đó, nó còn nhiều thiếu sót. Và trong video thì thường xuyên nó xuất hiện những cái clip quảng cáo thì mong quý vị xem cũng thông cảm bỏ qua. Đây quý vị xem. Suối, hồ cá, vườn cây. Ở đây thì quý vị thấy là có một số cây sa cừ lớn rồi. Cây ăn trái thì gồm có cây mận nè. Đó, được chôm chôm. Miếng đất này nó tọa lạc tại xã Suối Rau, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu quý vị. Thì mỗi sổ đều có một cái căn nhà như thế này đang hoàn thiện nha. Sẽ làm cái sân, sân rồi làm cổng đồ đầy đủ hết quý vị. Đây quý vị thấy cái hàng rào. Cái hàng rào chủ nhà họ đúc bê tông luôn nè. Bê tông đúc luôn quý vị. Rất là đẹp. Đó, cột bê tông đúc. Quý vị thấy đẹp ghê không? Đường bê tông ngang khoảng 6 m quý vị. Nó cách đường nhựa tầm khoảng chừng hơn 100 m thôi. Đây quý vị, đây là cái căn nhà. Cái căn nhà này là khoảng hơn 100 m². Để tôi vào tôi quay cho quý vị mình xem. Đây, bậc tam cấp lên thì được lót bằng gạch tàu. Quý vị thấy có một cái phòng ngủ. Đây là cái phòng ngủ rất là lớn nha. Còn bên đây là toilet. Đó, mới 100% luôn nha quý vị. Chưa có sử dụng. Đây, phía bên đây thì tôi thấy có một cái phòng rất là rộng. Phòng này là một cái phòng khách. Đó, rộng lắm quý vị. Từ cái phòng khách bước thẳng vào thì trong đây có thêm một cái toilet nữa. Quý vị thấy cái toilet gắn những cái bồn cầu, những cái rất là sang nha, đẹp ghê đó. Mới 100% quý vị. Đây, bên đây thì có thêm một cái phòng ngủ nữa. Cái phòng ngủ này tầm khoảng chừng 20 m² quý vị, rất là rộng. Phía trong phòng ngủ này thì cũng có một cái nhà vệ sinh riêng nữa nè. À, phía trong phòng ngủ này cũng có một cái nhà vệ sinh riêng, quý vị thấy không? Mới hoàn toàn hết nha. Như vậy thì tổng kết lại cái căn nhà này đó quý vị, gồm có một phòng khách nè, hai phòng ngủ,
hai phòng ngủ và 4 toilet quý vị nha. Cái phòng khách là một cái toilet riêng, hai phòng ngủ á, mỗi phòng đều có toilet riêng hết và một cái toilet ở bên ngoài nữa. Đó. Là tổng là một phòng ngủ, xin lỗi, một phòng khách, hai phòng ngủ và 4 cái toilet. Ở đây thì cái nhà mát nằm ở dưới, quý vị thấy rất là đẹp luôn quý vị. Ở đây thì cái miếng đất này với tổng diện tích là hơn 6.000 m2 quý vị. Và nó có 4 khu. Ở đây thì tạm gọi là cái khu 1 nè. Cái khu 1 thì có một cái căn nhà và một cái căn nhà mát. Đó, căn nhà ở thì tôi review cho quý vị chi tiết về phòng ngủ. Đừng như là phòng khách luôn quý vị nha. Trong video này tôi sẽ review chi tiết cái phòng ngủ và phòng khách của cái căn nhà chính. Từng khu 1 cho quý vị mình xem. Đây là cái mặt tiền của cái khu 1 nè quý vị. Mỗi khu này nó có từng sổ riêng hết quý vị nha. Đó, và cái hàng rào quý vị thấy nè, cái mặt tiền nè, 140m cho 4 khu. Đó, tôi bắt đầu sẽ quay cái khu thứ hai cho quý vị mình xem. Đây quý vị, đây là cái khu thứ hai. Cái khu thứ hai này á thì có một cái căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ và một cái nhà mát nữa quý vị. Trồng cây ăn trái như là chôm chôm, sơ ri, xoài, mận. Đây quý vị thấy cái căn nhà gỗ nè. Đó, và đứng ở cái khu thứ hai này á thì quý vị thấy mình nhìn xuống đây là khu thứ ba và khu thứ tư. Ở đây thì tách 4 sổ rồi quý vị. Hiện tại chủ nhà thì đang kêu bán với cái giá là 3 triệu 1 m2. Nếu mà ai mà mua hết được á thì cái giá là 3 triệu 1 m2 quý vị, cứ tính diện tích thôi. Còn nếu như quý vị nào mà muốn mua từng sổ một đó cũng được. Ở đây thì chủ nhà họ đã tách sổ riêng từng sổ hết rồi. Đây là khu số 3 nè quý vị. Quý vị thấy cái khu số 3 cũng là một cái căn nhà ngói. Một phòng khách, hai phòng ngủ, 4 toilet và một cái nhà mát quý vị. Ở khu số 3. Tất cả ở đây thì mặt tiền được quay về hướng bắc quý vị ơi. Mặt tiền được quay về hướng bắc nha. Đó, cái mặt tiền của từng khu một đó thì nó tầm khoảng chừng 30 m. Tầm khoảng chừng 30 m mặt tiền. 4 khu thì cái miếng này nó tới 140 m mặt tiền quý vị. Ở đây thì kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV á, là nhận làm cái thi công cái hàng rào này nè, với lại nhà vườn cho khách hàng. Rồi họ gửi bán luôn quý vị. Cái con đường bê tông này á thì bề ngang nó tầm khoảng chừng 6 m. Nó chạy qua đây khoảng chừng hơn 100 m thôi là ra tới đường nhựa rồi. Ở đây thì nó cách trung tâm huyện, trung tâm thị trấn Ngã Giao á tầm khoảng chừng 9 km. Nó cách bệnh viện, trường học, rồi cách ủy ban nhân dân xã Suối Rau tầm khoảng chừng 1,5 km. Đây là cái khu thứ tư quý vị. Cái khu thứ tư thì khu thứ tư này có một cái view suối nè. Suối nó chảy vào cái miếng đất luôn. Ở đây thì có một cái hồ cá. Ở xung quanh thì quý vị thấy chủ nhà họ trồng cây sờ cừ. Nó có cái bóng mát hết rồi. View thứ tư này rất là đẹp quý vị. Đây có một cái căn nhà mát. À, một căn nhà. Ở sau thì có cái vườn xoài quý vị nè. À, cây ăn trái cũng đầy đủ nha, như chôm chôm rồi nhãn, mận đồ rất là nhiều quý vị. Video tới đây thì xin được kết thúc. Một lần nữa xin được gửi đến quý vị lời chúc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Chúc quý vị năm 2022 thành công trên mọi lĩnh vực. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bấm xem, ủng hộ, đăng ký giúp đỡ kênh chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.